chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng sáng sáng. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đào. Nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà, đang say nên trời bèn đọa đầy nàng tiên xuống trần gian. Làm người xương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương trần thế thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên quốc trời sai gớm mây hồng làm xe đưa tiên về. Nói dối tiên còn đang giận trời nên tiên chẳng về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa bay, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng. Mà trời gọi về thì tiên chẳng về đâu, bởi vì tiên thích dương gian với chiều mưa thật. Hãy subscribe.